Mình trộn hàng này vô mình xài thì mình thấy là bông rất là sáng, rất là hiệu quả và không có hiện tượng nấm bệnh. Xin chào quý bà con nông dân. Thì hôm nay rất là vui vì được gặp quý bà con nông dân trong chương trình chia sẻ, trao đổi về cái kỹ thuật chăm sóc về cây sầu riêng. Hôm nay Thịnh rất là vui vì có đi thăm vườn, chỗ vườn của anh Quốc ở khu vực Xuân Lộc, Đồng Nai. Thì trong cái giai đoạn làm bông vừa qua thì anh Quốc đã có sử dụng cái sản phẩm Zeromix của bên công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Việt Nông. Và hôm nay thì anh Quốc sẽ chia sẻ lại cho quý bà con nông dân chúng ta, anh Quốc sử dụng cái sản phẩm Zeromix ở cái giai đoạn nào và cái hiệu quả của sản phẩm Zeromix nó như thế nào. Xin chào anh, thì anh giới thiệu anh mình tên gì và hiện tại anh đâu? Giờ mình là nông dân ở đây, mình tên là Quốc. Có làm sầu riêng thì trong thời gian là sầu riêng thì mình có xịt cái sản phẩm đây, Zeromix với Vinco 79. Thì mình trộn hàng này vô mình xài thì mình thấy là bông rất là sáng, rất là hiệu quả và không có hiện tượng nấm bệnh. Cảm ơn anh Quốc vì đã có những cái chia sẻ rất là bổ ích. Thì em sẽ chia sẻ cái thông tin này với bà con nông dân ở nhiều nơi. Cảm ơn anh Quốc rất là nhiều. Dòng phân bón lá Zeromix này là cách đây cả 20 ngày mình cũng có xịt qua cái dòng bông. Lúc đó nó chưa sổ nhị. Nó cũng bổ sung cái bông đẹp sớm. Và đồng thời nó cũng hạn chế được cái rụng. Hạn chế được rụng bông đúng không em? Nó giúp cho cái bông của mình mập hơn, to hơn. Đúng. Sáng hơn. Sáng hơn, to. Và xanh bông trên đó. Và xanh bông. Thì cái tỷ lệ mà xuất hiện nấm bệnh ở trên không có. Cái đó là hoàn toàn không, hầu như không có. Không có. Cái xuất hiện nấm bệnh trên trên bông đúng không anh? Đúng. Và cái nó có ảnh hưởng hay nó có nóng, có ảnh hưởng gì đến bông không anh? Không. Bởi vì năm nay là cái lúc mà nó sổ nhị là nó phù hợp trong cái lúc có thời tiết nó nóng. Thời tiết nóng nhưng mà bông mình vẫn sổ nhị, hạn chế chống rụng được. Rồi cảm ơn anh rất là hay về những cái chia sẻ. Thì kính thưa quý bà con nông dân, thì anh Hóa có chia sẻ thì trong cái thời tiết vừa rồi, giai đoạn thời tiết nóng trong lúc có nhị, thời tiết nóng, bà con nông dân chúng ta đang về cái vấn đề xử lý nấm bệnh rất là ngại sử dụng những cái dòng thuốc nấm mà nó gây nóng và ảnh hưởng đến bông. Thì nhưng mà không ảnh hưởng bông. Thì anh Hóa có sử dụng cái sản phẩm Zeromix để phun trực tiếp vào bông và không ảnh hưởng và rất là mát cho bông đúng không anh? Đúng. Và nó kiểm soát được cái quản lý nấm bệnh gây hại cho bông rất là tốt, rất là hiệu quả. Thì đó là một thông tin rất là hay được anh Hóa chia sẻ lại, và mình sẽ tình chia sẻ lại với quý con nông dân rộng rãi trên nhiều nơi. Cũng xài mấy cái vườn đó thì thấy tương đối ổn định, cây nó cũng đẹp, nói chung là nó lướt qua được, ít có bị rụng chưa cuống, và cây là đợt bươi bông thì nó cũng giảm tỷ lệ rụng. Giảm được cái tỷ lệ rụng bông đúng không ạ? Và thứ hai nữa thì cái nấm bệnh mà xuất hiện tấn công vào trong cái giai đoạn bông này, thì khi mà sử dụng cái sản phẩm Zeromix thì anh thấy cái hiệu quả như thế nào? Từ đợt đó là đợt này là chưa hết cần phải xịt nấm lại. Từ đó từ đuôi đèn giờ là chưa xịt lại lần nào, mà hết bông thì nói chung là dàn bông là chưa thấy bị nấm bệnh. Đợt này là chỉ chủ yếu là lượng nước để người ta căn thôi, chứ còn bây giờ là nấm bệnh là thấy chưa cần phải xịt lại. Chủ yếu xịt lúc đã đèn đủ đuôi đèn á, xịt nhiều. Còn đợt sau này thì chưa có xài Vinco Zeromix lại chưa xài lần sau này. Trước là xài nó ok đó. Đợt này là nấm nó khỏe luôn này, nói chung là bông nó khỏe là chưa xài lại, chắc khoảng như đợt này chuẩn bị xài lại nữa. Đối với cây sầu riêng á, cách đây khoảng chừng tháng hơn tháng thì cái thời tiết thường đó là buổi sáng nó sương muối nhiều, rồi cái bông sầu riêng á, cái thời điểm mà bắt đầu mà cái bông nó lú bông ra khoảng chừng hơn ba tuần lễ thì nó có cái hiện tượng là cái bông nó cứ chòi ra tới đâu á, là nó bị khô đen cái đầu bông. Mình trao đổi với bà con ở bên đó là cái Zeromix, cái sản phẩm Zeromix của mình á, thì nó có cái gốc của nó là cái tính năng của nó là có nano ở trong đó. Nano thì cái tính kích kháng của nó cao hơn, nó mạnh hơn. Đó. Tức là mình có thể phối trộn với lại những dòng thuốc trị nấm khác để tăng cái hiệu quả và cái giảm cái chi phí. Thì mình khi mà mình sử dụng phối trộn với những dòng thuốc nấm khác thì thấy cái hiệu quả của cái thuốc nấm phối trộn cùng với sản phẩm Zeromix nó có tăng lên không chứ? Còn mình phối trộn thêm, đầu tư thêm một cái hoạt chất của bên mình nữa là cái Zeromix vô nữa.
phát huy được cái kết quả cao là mình xịt sau cái thời gian khoảng chừng từ 2 cho tới 3 ngày sau là mình nhìn lên cái tán bông của nó, cái biểu hiện của nó có khác biệt nhiều. Tức là khi mình xịt xong cái giải pháp đó thì lên cái nhìn thấy cái bông của mình là nó sáng hơn đúng không chú? Đúng rồi. Nó sáng, nó xanh hẳn cái bông lên. Nó sáng xanh hẳn bông lên. Và nó hạn chế được cái hiện tượng bị khô bông nhiều không chứ? Thì nó phải hạn chế hơn chứ, nó hết. Nó hết mà nó còn giúp cho cái bông nó khỏe và nó sáng lên. Thì rất là hay. Thì khi mà mình phun cái Zeromix vào trong giai đoạn bông đó thì mình theo chú thấy thì cái bông, cái sản phẩm Zeromix nó có ảnh hưởng gì đến bông không chú? Nó đâu có ảnh hưởng. Tức là nó không ảnh hưởng gì nó đến bông. Nó không ảnh hưởng, nó phải nó còn nó còn bổ sung thêm. Mình thấy trên cái nhãn mác của mình có đăng ký thể hiện đó. Ngoài cái nano vô nó còn có cái tính năng là cái vi lượng vô nữa. Đúng rồi, bổ sung thêm trong vi lượng. Thì theo con được biết thì cái trong cái giai đoạn bông hiện tại được vừa rồi thì cái thời tiết nó rất là nóng, mà mình sử dụng những cái dòng thuốc trị nấm mà nó nóng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái bông. Thì cái sản phẩm Zeromix vừa rồi chú cung cấp cho bà con nông dân thì thấy là đánh giá của bà con nông dân về cái sản phẩm như thế này như thế nào chứ? Thì bây giờ như áp dụng trên cây bưởi vừa rồi mình bán cho một nhóm bà con nhà vườn ở bên Mã Trắng á. Đó thì có một số vườn bưởi á, thì họ phun thuốc xịt cũng nhiều loại lắm và nhiều mua nhiều cửa hàng đại lý khác nhau. Nhưng mà khi mà họ thấy cái biểu hiện phun xịt vô rồi á, thì nó cũng không có đạt như ý muốn. Họ mới tìm ra hỏi theo những nông dân cần kệ đấy. Đó họ mới hỏi là tại sao cái vườn bưởi của anh á là căng da và bóng sáng màu như vậy. Đấy thì họ cũng bảo là họ vô trong cửa hàng của mình trong này họ tìm mua thì thấy mình đưa cái sản phẩm Zeromix cho bà con nông dân ở khu vực vườn bên đó, thì có một vài nông dân đó ở trong đó vô tới trong này mua thì sau khi họ phun rồi á thì cái trái bưởi của họ nó xanh và nó căng bóng cái da quả bưởi lên đó. Rồi những vườn gần cận kề đó là họ mới nhìn thấy như vậy, họ mới hỏi thăm. Ngoài cái Zeromix của mình nó có vi lượng, nó còn phủ thêm cái lớp bạc nano. Đấy, thành ra nó hiệu quả, tính năng của nó phát huy rất nhanh và hiệu quả so với lại các vi lượng khác. Thông tin rất là hay từ chú A. Thì cũng quay lại trong cái vấn đề về xử lý cái bông sầu riêng, xử lý nuôi bông sầu riêng đó chú ba. Thì tại trong cái giai đoạn nuôi bông sầu riêng thì cái vấn đề nấm bệnh nào là bà con hay quan tâm nhất chú ba? Nấm bệnh mà hại cho sầu riêng á. Thì bây giờ thì đa phần nó lệ thuộc vào cái thời tiết nó rất là nhiều. Thành ra nó tùy vào cái biểu hiện của từng cái thời điểm. Thì nó cái nấm của nó ra nhiều cái biểu hiện nó khác nhau, ví dụ như là tháng tư khô bông rồi bị ối bông, đen bông đó. Thì những cái nấm nó tấn công vào trong cái bông. Thì vừa rồi con cũng đi thăm một số vườn thì mấy chú mấy anh cũng có sử dụng cái sản phẩm Zeromix và sử dụng định kỳ trong cứ 10 ngày sử dụng một lần để sử dụng cái Zeromix. Thứ nhất là bảo vệ cái nấm khuẩn tấn công vào trong bông, thứ hai thì giúp cái bông của mình nó sáng và nó mập hơn. Thì cũng được nông dân đánh giá rất là cao về cái sản phẩm Zeromix này. Thì cũng mong trong thời gian sắp tới thì chú sẽ chia sẻ rộng rãi về cái sản phẩm Zeromix tới nhiều hơn nữa bà con nông dân hơn nữa về cái giải pháp về sản phẩm Zeromix đối với cái nuôi bông cũng như nuôi cây non sầu riêng. Cảm ơn chú.